Hello, xin tất cả mọi người, chào mừng mọi người đến với clip tiếp theo của Động 98 Gaming. Hôm nay được nhận kha khá kim cương các bạn ơi. Nào, 6 kim cương. Hôm nay nhận được hai vé cao phần nữa các bạn. Ngày mai chúng ta mới nhận được hai cái vé bono bono. Trời ơi. Và các bạn đã chuẩn bị tinh thần chưa ạ? Ngày mai chúng ta sẽ có sự kiện, đó chính là câu cá nha các bạn, câu sò chứ, xin lỗi các bạn. Ngày mai chúng ta sẽ có sự kiện câu sò để nhận đua top để chúng ta nhận vé bonobono và kim cương nha các bạn nha. Thì cái vé bonobono này chúng ta đang rất là cần đúng không các bạn? Trời ơi, nghe thôi mà đã thấy sướng rồi. Ở chết quên chưa nhận cái này các bạn ơi. Và ngày mai thì sự kiện đấy nó sẽ diễn ra ngày mùng 1 nhá, ngày mùng 1 đến ngày mùng 2 nha. Sẽ diễn ra trong vòng 24 giờ cho nên các bạn hãy chuẩn bị tinh thần hết đi ạ. Ngày mai chúng ta sẽ cắm cọc ở cái hồ bơi này. Ngày mai là cái hồ bơi ở cái khu này chắc là cắm cọc nhiều lắm đấy nè. Khá khá luôn đấy chứ. Hôm nay quả là nhận được gì ta? Hôm nay có hộp kim cương nữa luôn. Hôm nay là nhận được hộp kim cương nha các bạn ơi, xịn xò con bò luôn. Biết đâu hôm nay mình may mắn mình lại tìm ra được một cái gì đó lên đến 77 kim cương nhỉ các bạn nhỉ? Các bạn có tự tin là hôm nay mình sẽ mở ra được 77 kim cương không? Nếu các bạn nào tự tin thì bấm ngay cho mình phím like. Bạn nào không tin thì các bạn hãy bấm cho mình cái phím thích ạ. Trời, 8 kim cương. Được có 8 kim cương các bạn ơi, nghe nó buồn dã man con ngan luôn. Để ra coi xem mình tích đủ chưa. Ra xem mình, để mình ra coi mình đã tích đủ chưa nhá. Xem tích đủ chưa nào. Tích đủ để chế tạo chưa nào. Trời ơi, dạo này mình lười làm nhiệm vụ lắm các bạn, không có thời gian nào làm nhiệm vụ luôn. Cho nên là cũng mãi mà không đủ chế tạo luôn á. Nhiều bạn mở được cần câu xịn rồi. Sự kiện này, như cái cần câu này chỉ có trong sự kiện này thôi, mà không mở ra thì phí lắm. Đâu nhở? Đây. Thiếu 35. Thiếu 35. À, làm một cái nhiệm vụ là được nha các bạn. Làm một cái nhiệm vụ là được. Làm nhiệm vụ là đủ. Đang rất chi là ngạt mũi các bạn ạ. Rồi bây giờ mình sẽ ra làm một cái nhiệm vụ này là sẽ kiếm ăn được này. Ủa? Rồi làm đi nhá. Mang nước thôi đúng không? Cái này chỉ có mang nước thôi, được thì đơn giản thôi. Anh ra xe chưa anh nhỉ? Anh chưa. Anh chỉ có ra cái xe ấy thôi. Rồi, ok. Và sắp tới đến mùng 1 tháng 7 này hình như là có cả sự kiện offline luôn các bạn. Vừa xưa có sự kiện offline ở thành phố Hồ Chí Minh, vừa có sự kiện chúng ta đua top câu cá ở trong game ạ. Thế hôm đợt này thì sẽ mình nghĩ là ít đối thủ hơn. Bởi vì các bạn bên trong Hồ Chí Minh các bạn bận đi offline rồi thì lấy ai mà đua top trong game đúng không? Đó. 45 đủ luôn, đủ tái chế luôn. Không biết là bao nhiêu bạn ở trong đây, ở trong đang xem clip của mình là đang ở trong thành phố Hồ Chí Minh và có ý định đi offline nhỉ? Các bạn nào mà có ý định đi offline các bạn hãy comment ở bên dưới nhé. Và bạn nào mà không không đi offline được, mình nghĩ là nếu các bạn nào cũng thích đi offline thôi đúng không? Chẳng qua là các bạn là không không đi được thôi. Đấy, cho nên là các bạn mới là không đi. Chứ bạn nào chả thích đi đúng không? Đi offline được nhận bao nhiêu là quà, bao nhiêu là cốt kim cương, một đống luôn, gấu bông, thú cưng nhiều lắm. Cho nên là kiểu gì các bạn chả thích đi đúng không? Chẳng qua là các bạn không đi được thôi. Còn những bạn nào đi được các bạn hãy comment bên dưới, bạn nào không đi được chứ không phải các bạn không đi nha. Các bạn không đi được thì các bạn cũng comment ở bên dưới cho mình biết nha. Ủa mình bảo đi làm cái gì mà quên mất rồi. À vào cửa hàng các bạn ơi. Ủa hôm nay có đồ mới nè, rốc quỷ luôn. Ui. Nhìn chất chơi người rơi vãi. Ồ đeo cái đàn nhìn đáng yêu vãi. Cái màu này, trời ơi, nhìn cái mặt cái màu nam xấu cả đội hình ra. Màu nữ này nhìn đẹp này, có cái tóc đẹp này. Tóc đẹp, quần áo sexy nhỏ. Nhìn cái giống như kiểu DJ Bia ấy các bạn. Nhìn như kiểu DJ Bia đẹp nhờ. Bộ nữ này xứng đáng 10 điểm, bộ này 7 đô và 150 à? 108. Sao còn mình nó toàn hiện đô, nó không hiện tiền Việt Nam ấy nhờ. Bộ đẹp nha, đẹp cực đẹp luôn. Siêu thú bông Bonobono. Ủa bỏ ba bao nhiêu tiền ra chỉ để mua một con thú bông to đùng để trong nhà thôi á? 200.000 ạ. Ồ.
tắt dã man con gan luôn. Rồi, thế thì thôi. Đó, các bạn nào mà thấy trang phục đẹp các bạn có thể mua nha. Còn bây giờ đến tiếp mục chúng ta đi săn kim cương. À đây đi săn đồ chứ. Săn đồ. Mình mở xong tí mình ra nhận vé bonobono, mình mở lấy cái cần câu là đẹp theo đúng quy trình nhá. Theo đúng quy trình là chúng ta sẽ mở ăn kim cương này xong này. Chúng ta mở mấy cái gói kia là ra kim cương này. Đấy, ra mấy viên kim cương xanh, kim cương đỏ này. À, xong chúng ta quay ra mở vé bonobono được cần câu này. Ôi đúng vẽ luôn ạ. Không ai vẽ đẹp như anh Đậu luôn. Đây này, thuyền rồng cái này, thuyền rồng cái này. Thuyền rồng. Mình phải là cái mũ đúng không? Thuyền rồng đi. 100. Đổi 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 vị trí, đổi vị trí ngay, đổi vị trí ngay. Không thể mở cái này được. Ô tiền ngoài. Hơi bị ảo ma nha. Ồ, đọc tiền không là hơi ảo ma nha. Game game lag rồi. Game này đúng bị lag rồi. Game này không có mắt nhìn người rồi. Chứ anh Đậu mở đẳng cấp như này. 5 cái tiền sao nữa là đúng ảo ma cara luôn. Ô thật này, game lag thật các bạn ơi. Rất đầu tiền sao luôn này. À đây rồi, khác rồi. Đù má, mở 10 hộp nó ra 8 hộp tiền sao ạ. Thế có chết không? 9 hộp luôn, 9 hộp tiền sao luôn. Đậu xanh. Đấy, chế tạo xong rồi. Ồ, kim cương xanh. Kim cương xanh. Viên thứ ba nào. Ủa nay là cái ngày gì mà nó cứ tiền sao hoài ta. Thà nó vào mấy cái viên đá kia nó còn có tí an ủi. Ấy. Nó có tiền sao hoài luôn các bạn. Hỏng rồi, hỏng rồi, hỏng rồi. Ok, tôi chết rồi. Cái này tôi phải đề nghị lên trên bên trên nhà phát hành xem xét lại, đền bù lại. Cái ngày gì đấy? Này, tiền sao nữa này. Mày tiền sao nữa coi. Ô cái đậu xanh luôn. Các bạn thấy có ảo ma không? Các bạn bảo có đúng phải lag game không? Có phải đúng lag game không các bạn? Trời. Đồ dọa nó mà nó cũng cũng vẫn ra tiền sao luôn ạ. Game cũng bình thường mọi lần nhá, nó phải mở ít ra, nó phải ra mở mấy cái viên đá ở bên trong. Mở 15 hộp ra đúng viên hộp bên trong nó toàn tiền sao ạ. Ô bịp thật. Nhà phát hành lừa đảo. Hôm nay hơi xui rồi các bạn ơi, bị lừa đảo hơi xui rồi. Bị lừa đảo rồi các bạn ơi. Cái gì nữa đây? Đèn à? Nó không ra cần câu rồi. Ôi mình bấm vào cái này nó ra cái này thật luôn này. Biết vậy nãy bấm vào xe nó ra ô tô rồi. Thứ gì đâu ấy. Hãm thật. Thứ gì đâu hãm thật các bạn ơi. Cú thật. Thôi, dỗi rồi. Ọp luôn đây. Đấy. Thôi. Chúng ta xin phép, mình xin phép được dừng clip tại đây nha. Ôi rồi. Rồi chúng ta các bạn chuẩn bị tinh thần đi nha, để ngày mai chúng ta có sự kiện câu cá đấy. Mình lên clip là chủ yếu để nhắc các bạn, để các bạn đừng có quên là ngày mai chúng ta có event câu câu sò chứ. Ừ, các bạn đừng có quên nha. Rồi đi game luôn. Rồi và đến lúc off là vừa đẹp. Bye bye mọi người.